我即係我嘅做咩咩咯？即係我俾你打鼓啦，咪啲，唔了，真啊，了啊，là đối tượng, đối tượng thì trọng tâm nó phải là đối tượng. Thế như nào là đối tượng? Bằng vàng. Đối tượng là nó có cái gì? Có các dữ liệu. Các dữ liệu có. Thực tế. Thực tế. Thôi. Thế giờ có gì nữa? Anh chàng theo một đứa học lạ ở bên nhà học dốt thì đối tượng nó có là cái gì mà nó có những cái gì? Hả? Nghe có biết à? Tổng dụng được khác. Thầy con em chưa học. Đối tượng là gì? Thì hầu hết các bài toán ở trong cái việc lập trình web chúng ta hay các loại lập trình khác cũng thế thôi. Tất cả đều xoay quanh các cái thông tin. Các thông tin trong bài toán tạo ra ví dụ những cái hệ thống quản lý trường lớp, hệ thống về bán hàng, hệ thống về trang tin tức, hay hệ thống về quản trị trong doanh nghiệp. Thì đều quanh ra được là quản trị thông tin. Thì tất cả các thông tin đấy để cho người ta dễ mô tả được, người ta nhóm các bạn, nhóm những cái thông tin có một điểm chung vào để có đối tượng. Ví dụ ở trong cái một cái bài toán chúng ta có yêu cầu là thống kê được số lượng học sinh cũng như là các điểm số học sinh ở trong trường. Thì cái đối tượng thì người ta sẽ nhóm những cái thông tin như những cái thực thể ở trong cái trường, những cái sinh viên này, giảng viên này, môn học này, đúng không? Điểm số này, đúng không? Lớp này. Đó, trở thành những cái đối tượng và bao phủ quanh họ là những cái thông tin liên quan. Thì đối tượng nói tóm lại nó là những cái gọi là những cái thực thể. Thực ra nói là thực thể nó hơi không đúng, tí nữa giải thích vì sao nó không đúng giữa thực thể và đối tượng, hay là các cái sự vật hoặc là sự việc có được đề cập trong bài toán hoặc trong hệ thống, những cái thứ mà chúng ta cần phải quản lý. Đấy, đấy là về cái ý hiểu nó dễ dàng nhất, có thể diễn giải nhất ở trong cái việc mô tả đối tượng là cái gì. Đấy là định nghĩa. Ngoài ra đối tượng nó còn có thể là cái gì? Đối tượng nó còn có thể là một kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu do người dùng tự tạo ra để phục vụ cho cái việc lập trình của mình nó dễ dàng hơn. Đó, đây là định nghĩa nhé. Chính tôi giải thích vì sao một cái đối tượng nó lại là kiểu dữ liệu. Xong chưa? Tiếp theo thì đối tượng nó gồm có những cái gì? Ví dụ chúng ta muốn mô tả một con người, tôi mô tả thành Khánh chẳng hạn. Thì xoay quanh thành phái Khánh nó sẽ có những cái thứ như kiểu là tên nó này, đúng không? Tuổi này, địa chỉ nhà này, số chứng minh nhân dân này, màu tóc này, màu da này, đúng không? Số lượng răng này. Đó, đấy là các cái thứ nó gọi là cột tên. Bao giờ cũng vậy, mỗi để mô tả của một đối tượng chúng ta phải mô tả được thuộc tính. Thuộc tính chứ không phải là giá trị thuộc tính. Các đối tượng, các thực thể trong đối tượng sẽ luôn luôn có những cái thuộc tính chung. Đó, người ta gọi là thuộc tính, nhớ nhé, thuộc tính. Chúng ta có thể gọi cái từ này bằng property hoặc là attribute. Từ nào? Thường thì trong lập trình người ta dùng cái từ này nhiều hơn, property. Thuộc tính. Ngoài ra, để mô tả cái Khánh này thì Khánh bản chất nó có cái những cái hành động di chuyển này, ăn uống này, đi vệ sinh này, đúng không? Rồi thì tai nạn này, đúng không? Nhảy lầu các thứ các kiểu ấy, thì đấy nó là những cái thứ người ta gọi là hành động, những cái hành động của một cái đối tượng. Về nhận quà cá tham ba, nhanh lên. Cố cứ nghe đi. Được chưa? Nó
Đây bên này là ý nghĩa, bên này là cái đặc điểm của đối tượng, nhớ nhá, có ổn định và có hành động trong một đối tượng. Trong một khó khăn nhỉ, cởi chân ra, cởi chân ra, hôm nay Trang không học hành gì đâu, em bụng vỡ thì nó tiện nhìn sau lưng được chưa. Đấy, đối tượng nó chỉ có thế thôi. Ví dụ Quang mô tả cho tôi cái đối tượng là bóng đèn. Bóng trắng. Ai cần nó mô tả được cái giá trị của cái nó có màu. Đấy, thế còn đúng. Nó phải ra cái hình khối gì đấy. Hình giá không thể có khối khối đi đâu. Đúng. Nó phải sáng thì mới làm được cái okay. Sáng. Sáng là cái gì? À không. Nó phải có cái gì nhỉ? Trạng thái. Đúng rồi, trạng thái. Sáng tắt. Đấy. Đó. Sao có? Cái gì ạ? Bất cứ cái đấy là của hành động của mình vô. Nấu nó đâu. Chẳng liên quan. Hành động là lòng. Hành động nóng đâu về trạng thái rồi. Nóng không phải hành động. Nhớ, luôn luôn là của mình và hành động. Đi nhá. Vẫn là cái bóng đèn. Vẫn là cái bóng đèn. Có bóng đèn trên giá. Nối với một cái gì đấy. Nối với một cái gì đấy. Nó không một mình, nó không để được giá rồi. Đây là thuộc tính là hành động. Thuộc tính. Thuộc tính là nối với một cái gì đấy. Thuộc tính là phải nối. Thuộc tính là cái gì? Thuộc tính gì như vậy là phải. Chưa rồi, mình cũng tải ok rồi. Thôi, mô tả khác nhá. Mô tả cái dạng. Dạng. Nhổ ra xem nó có những cái gì. Dạng phải có. Là gì? Phải có màu. Màu. Chính xác. Phải có nhiều. Cái gì? Phải có nhiều. Nhiều là thuộc tính nhá. Một cái răng. Chứ làm gì có ai có một cái răng. Mô tả cái răng mà. Là cái răng mà có màu. Có hình khối. Hình khối. Có độ bền. Độ bền. Độ bền to là gì? Độ bền của ngọt. Đâu bằng cú đấu của đặc biệt khác kẻ ạ. Thì á. Độ nhai. Độ nhai là cho là cái gì? Độ gãy ạ. Đấy. Lúng lay ạ. Lúng lay. Anh có mọc. Cái gì ạ? Mọc ra. Mọc. Đi ạ. Cái này gặp rồi đấy. Rồi hết rồi thôi. Đấy, tôi chưa có chịu thế thôi. Bây giờ chúng qua đây, à bây giờ ra đi mua bản Trang thôi. Đối tượng đây là Trang. Đấy, cái ngồi trước ấy có thực thể đấy. Không có thể làm gì với mình ý. Khối. Hình khối, màu cao, cân nặng. Màu da. Màu da. Màu xanh. Đủ loại màu trên trời. Đủ loại màu. Hành động thì anh chỉ làm đúng đi. Đi đúng sẽ ăn. Anh hành động đến bây giờ. Học hay học cái bảy cơ. Đúng không? Dễ không? Dễ phải tính chất sao? Tính chất là màu tóc, màu da. Hình khối cân nặng đấy, đấy là tính chất đấy. Ông đang còn rổ ra đấy. Thuộc tính nó như nào ấy? Cơ sở sản xuất. Có phải là thuộc tính không? Địa điểm sản xuất. Ngày sản xuất. Có phải là thuộc tính không? Thuộc tính quay chúng ta lưu ý cho một cái điều. Thuộc tính xoay quanh một cái đối tượng nó rất là nhiều. Nếu mà kể chi tiết ra thì nó nhiều lắm. Đúng không? Nhưng mà trong cái bài toán của chúng ta, cái bài toán định biệt thuộc tới thì chúng ta chỉ lựa chọn những cái thông số đặc biệt là về thuộc tính, những cái thông thuộc tính nào mà chúng ta cần sử dụng đến ở trong cái hệ thống, chứ không phải cái nào cũng dùng. Ví dụ như quản lý học sinh thì liên quan quái gì đến nơi học sinh là nơi nào, quan tâm làm gì, đúng không? Bố nuôi của nó là nơi nào, quan tâm làm gì, đúng chưa? Chúng ta không phải quan tâm đến những thông số đấy, chúng ta bỏ qua, đúng chưa? Còn hành động thì chúng ta nhớ được một điều như sau. Các hành động ấy, ví dụ bây giờ thằng Quang đấm thằng Quang này đấm thằng Quang kia một cái thì cái răng của nó có thể ảnh hưởng thì cho em đấm hay cho đấm vào đâu ạ? Phần mồm ảnh hưởng đấy, đúng không? Thế vậy thì khi mà ông gây ra một hành động cho cái đối tượng của thằng Quang này và cụ thể là cái đối tượng răng của thằng Quang thì sẽ diễn ra một hành động trong cái của bản thân cái răng đấy sẽ diễn ra một hành động là gãy, đúng không? Hoặc là mẻ gì đấy. Thì dẫn đến trong cái hành động đấy
cái thuộc tính là hình dạng của cái dạng của đối tượng hóa dạng sẽ thay đổi, sẽ thay đổi, đúng không? Thì thường thường sẽ có cái vấn đề như sau: khi một đối tượng xảy ra một hành động nào đấy thì có thể, tôi nói là có thể, giá trị của thuộc tính sẽ thay đổi, đúng không? Bị đánh thì phải đau chứ, rơi thì phải vỡ chứ, đúng chưa? Đó là cái lý thuyết của cái phần này. Như vậy tóm lại là chúng ta có hành động thuộc tính cho đối tượng nhá, được chưa? Tiếp theo, thế tại sao cái thằng đối tượng nó nhắc đến nó là một kiểu dữ liệu? Tại sao nó nhắc là một kiểu dữ liệu? Thì vấn đề như sau: chúng ta trong kể cả PHP, kể cả trong thôi thì PHP thôi vậy, thì chúng ta có những kiểu dữ liệu là số này, chuỗi này, mạng này, volume này, null này, năm kiểu đúng không? Năm kiểu cơ bản đúng không? Thì năm kiểu đấy liệu có kiểu nào mô tả lại được một cái thực thể không? Không. Vì sao? Thiếu gì? Nó có thể mô tả được. Nó có thể mô tả được thực tính, nhưng không thể mô tả lại được. Chính xác. Cái kiểu dữ liệu gần nhất có thể mô tả lại được một thực thể hay là một đối tượng, đó là kiểu mạng. Để chúng ta có key và value, trong mạng có key và value, đúng không? Nhưng mà bản thân cái mạng nó không thể nào mà chứa được cái hành động, đúng không? Do đó chúng ta bắt buộc phải tạo ra một kiểu dữ liệu mới để mô tả được cái đối tượng. Và để tạo ra kiểu dữ liệu mới này, từ khóa của nó là cái từ class. Class gọi là object, thằng này vớ vẩn. Tạo một file mới cho tôi tên là index.php. Đây, ví dụ tôi sẽ tạo ra một cái đối tượng mới tên là động vật, thì chúng ta có class động vật, đóng mở ngoặc nhọn như này, thì đây là khai báo ra lớp, hay còn gọi khai báo ra đối tượng, định nghĩa đối tượng. Tôi áp bài của bọn này lên phát. Tạo ra index, không tạo ra cái class này. Thì là tạo một cái class tên là động vật. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta cứ vứt để trắng đấy. Chúng ta có một cái biến tên là con mèo bằng new động vật, đóng mở ngoặc. Và chúng ta tiến hành va đâm ra cái mèo kia, cái biến mèo kia. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chạy nào. Localhost sược 1710 sược L25. Chúng ta thấy gì? Và đảm bảo ra gì? Cái biến mèo này, đây là kiểu dữ liệu này. Kiểu là kiểu object. Cái object này thuộc lớp động vật, không có giá trị bên trong. Được chưa? Không có giá trị bên trong. Thì đây là cái đoạn ở trên này, chúng ta nhớ tôi một cái, đó là cái đoạn này, đoạn tôi bôi đen này. Cái này nó là cái định nghĩa ra lớp. Hoặc là định nghĩa về đối tượng. Đây là khai báo biến thuộc về lớp.
Được chưa? Không nhỉ? Được chưa? Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái định nghĩa, một cái lớp khác tên là lớp con lợn. À, thì chúng ta có đơn giản là class con lợn. Đóng một ngoặc này thôi. Đấy. Thì đây con mèo này chúng ta khai báo con mèo, cái biến mèo này thuộc về lớp con lợn. Thuộc về lớp con lợn. Và đam mèo thì bây giờ chúng ta đây. Đúng không? Là con lợn rồi. Tạo ra lớp dễ không? Dễ cực kỳ luôn. Được chưa? Không nhỉ? Đức nhìn ngồi nhìn thôi miên như vậy. Có gì hấp dẫn đến thế à? Tiếp nhá. Đấy là chúng ta định nghĩa ra được đối tượng này. Xong chưa? Bây giờ tiếp theo đến việc chúng ta định nghĩa ra các thuộc tính nằm trong đối tượng. Thì các thuộc tính của một đối tượng được định nghĩa ra thì nó phải nằm trong cái cặp dấu ngoặc này. Bây giờ chúng ta có cái từ khóa là và tên thuộc tính, ví dụ như kiểu là tên và tuổi. Đúng không? Và cái gì bây giờ? Và gì bây giờ qua? Nào? Màu sắc. À? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta reload. Thì chúng ta sẽ ngay lập tức nhìn thấy các cái thuộc tính của nó ở đây. Đúng không? Kể cả tôi tiến hành là tạo ra một cái biến tiếp theo, đây biến chó. Nó cũng thế thôi. Đúng không? Đây con chó, đây con mèo. Đúng chưa? Xong chưa? Tiếp theo này, con mèo này. Con mèo này của tôi đặt tên, cho tức là gán giá trị cho thuộc tính của nó. Đúng không? Tôi gán giá trị cho cái thuộc tính là name, à tên, xin lỗi các bạn, tên bằng trang. Thì tôi sẽ viết như này. Không có đô la tên. Không có đô la. Con chó này. Tôi đặt tên cho nó là Quang. Quang nào tôi viết. Được chưa? Khi va đâm ra chúng ta sẽ có là con đầu tiên tên là có tên, có giá trị của thuộc tính tên là Trang. Thứ hai thì tên là Quang. Được chưa? À, hai thằng đi. Ai bảo gì đâu. Không, thằng này tên là chó, thằng này tên là... Thằng này tên là gà. Xong chưa? Các giá trị khác vẫn bằng null. Được chưa? Cú pháp của chúng ta sẽ như sau này. À quên rồi, trước khi nói cú pháp thì chúng ta sẽ nói cái này. Chúng ta thấy cái biến mèo không? Cái biến mèo. Cái biến mèo kia là thuộc kiểu dữ liệu gì? Động vật. Biến chó thuộc kiểu dữ liệu là động vật. Được chưa? Hai cái này là hai cái biến khác nhau, chẳng qua là chúng nó cùng kiểu dữ liệu thôi, đúng không? Do đó nếu mà với cái đối tượng ấy thì chúng ta gọi hai cái biến này là hai cái thực thể,
hai cái thực thể khác nhau. Ví dụ thằng Quang này và thằng Quang này, hai thằng nó cùng một loại là con người, nhưng mà hai thằng nó bản chất nó là hai thực thể khác nhau. Và đã là thực thể khác nhau thì có thể là chung về các thuộc tính nhưng sẽ thường thường là khác nhau về giá trị. Tí nữa thì bao giờ đến cái zip thì mới ngồi lên mà lẫn. Được chưa? Thì gán giá trị cho một thuộc tính thì chúng ta dùng cái ký tự là mũi tên như này. Được chưa? Mũi tên nhá. Không bao giờ được nhầm lẫn như sau. Các bạn thường thường sẽ bị nhầm lẫn, nó là nhầm hay nhầm này. Không phải ngược lại, chẳng thể nào ngược lại cả. Các bạn hay bị nhầm này, ví dụ đô la mèo ở trên này nhá. Các bạn hay bị nhầm như này. Rất hay bị nhầm như này. Nhưng mà xem này là không đúng. Cái này là thuộc về mảng. Đúng không? Đây là lấy giá trị của phần tử, đây là tên ra khỏi cái mảng, đây là mèo này. Đúng không? Các bạn hay bị nhầm lẫn cái cả cái này nữa đây. Cái này thuộc dạng là gán giá trị, ở đây là xét giá trị cho cái đi của cái mảng. Hai cái này đều thuộc mảng hết. Cái này và cái này đều mảng hết. Còn đối tượng của chúng ta nó là cái này. Được chưa? Đây là biến. Đây là tên thuộc tính. Đây là biến. Đây là tên thuộc tính. Đây là cái dấu mũi tên này. Là cái dấu thể hiện cái sự là tôi đang sử dụng hoặc đang gán giá trị cho cái thuộc tính này. Được chưa? Thì ở đây nếu nhìn này, nếu đằng sau cái ký tự này mà có dấu bằng thì là gán giá trị cho thuộc tính. Nếu mà đằng sau có dấu bằng thì là gán giá trị cho thuộc tính. Được chưa? Còn nếu đằng sau nó không có dấu bằng, tức là chỉ đến đây là màn mà dừng rồi, thì là lấy giá trị của cái tên thuộc tính, của cái thuộc tính này ra khỏi cái thực thể này. Được chưa? Ví dụ tôi va đam ra sau khi tôi lấy ra cái kia, tôi định ra cái biến mèo và tôi gán cho nó cái tên, đúng không? Thì tôi sẽ có thể lấy ra cái thuộc tính, chỉ lấy một thuộc tính thôi. Thuộc tính là tên thì tôi trỏ đến tên như này. Lấy ra. Được chưa? Đó. Đấy là cái sự khác nhau. Các bạn cần phải lưu ý. Hai bạn đến muộn thì về nhớ lại xem lại đoạn đầu của cái video nhé. Xong chưa? Đấy là về thuộc tính. Cách định nghĩa thuộc tính, gán giá trị thuộc tính và lấy ra giá trị của thuộc tính trong một đối tượng. Xong chưa? Rồi tiếp tục này. Thế nếu mà trong này, nếu mà ở đây tôi thực hiện cái hành động này thì liệu có được không? Tại sao không? Nó sẽ không hiểu cái thuộc tính tên này ở đâu ra, đúng không? Tức là nếu mà tôi làm này nó sẽ không chạy hoặc là nó báo lỗi. Đúng chưa? Rồi, xem này. Vẫn chạy bình thường. Để hoặc tôi lấy ra thêm là cái này là tuổi bằng 23, 24. Màu sắc bằng màu đen. Ví dụ thế, tôi va đâm ra cái con mèo này. Xem. Cái gì? Cái này á? Đây á? Đây nó là cú pháp. Cú pháp của tôi như nào? Tên là tên, tôi không viết chữ đô la vào đấy thì các bạn không có việc gì phải thêm đô la vào đấy cả. Nếu mà thêm đô la vào là lỗi. Hiểu không? Thêm đô la vào là sai. Thế vậy tại sao lại xảy ra được cái việc này? Khác hoàn toàn so với những gì các bạn học ở trường, đúng không? Ở trường đảm bảo sẽ là class, xong nó sẽ định nghĩa ra các thực tính, xong bắt đầu với làm gì với nó thì làm. Thêm vào mắt. Thêm kiểu gì? Đây tôi chỉ nói là ở đây chúng ta có cái việc này, ở trường chứ chắc đã có.
được chưa? Tại vì sao xảy ra cái việc này? Trong PHP, trong JavaScript xảy ra được cái việc này. Hay tôi có thể nói là trong tất cả các ngôn ngữ thông dịch thì sẽ xảy ra được cái việc này. Ngôn ngữ thông dịch là những ngôn ngữ nào? Là cái con server của Apache ấy, hay là cái con phần mềm để đọc code ấy, cho máy tính nó hiểu ấy, nó đọc đến đâu thì nó dịch đến đấy. Thì cái con này chúng ta gọi là thông dịch. Được chưa? Còn những cái ngôn ngữ mà kiểu dạng giống Java này, C# này, C này, Pascal này, đúng không? Những ngôn ngữ mà trước khi triển khai nó thì phải build. Những cái thằng mà cần phải build ấy, build xong mới chạy được ấy, thì những cái thằng đấy gọi là ngôn ngữ biên dịch. Cái thằng mà cần phải build ấy. Được chưa? Những thằng đấy là thằng ngôn ngữ biên dịch. Thì tất cả những thằng biên dịch không thể nào có cái chuyện xảy ra, đó là tự gán giá trị cho một thuộc tính không định nghĩa trước, không xảy ra chuyện đấy được. Đó là cái điểm trừ của các thằng ngôn ngữ biên dịch. Còn thông dịch thì nó làm cho cái việc lập trình của chúng ta mềm dẻo hơn, có thể thêm được thuộc tính bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Do đó nó cho phép cái việc là gán giá trị hoặc lấy giá trị của bất kỳ cái thuộc tính nào chưa được định nghĩa trước. Được chưa? Đây là một chút cái sự khác nhau giữa hai cái nền tảng lập trình của chúng ta. Nhớ nhá, đừng mê cái này, đừng mê cái kia, vứt vào trong Java. Các bạn ở trường học Java là mê hay là tèo, học C# cũng tèo, nhưng học PHP thì được. Giờ học JavaScript cũng được, nhưng mà trong Java không có đâu. Được chưa? Đó, đấy là một vài cái sự lưu ý. Còn tất nhiên nếu chúng ta định nghĩa trước cái đoạn va kia thì càng tốt. Ví dụ va tên, va tuổi, va màu sắc trước thì càng tốt. Không sao cả. Được chưa? Tiếp theo nhé. Ví dụ tôi cho cái màu sắc này bằng màu vàng, cho trước một cái giá trị. Bây giờ tôi va đâm ra con chó này, có được không? Tất nhiên là được, giá trị màu sắc sẽ bằng. Chính xác. Những cái nào chưa được gán giá trị trước thì khi mà đối tượng được tạo ra thì nó sẽ bằng null. Cái thuộc tính nó bằng null. Còn nếu mà được gán giá trị trước ở trong cái việc tạo ra cái thuộc tính này này, thì nếu mà không gán lại thì nó sẽ mang cái giá trị mặc định ở đây. Được chưa? Đấy nó là cái đặc thù của cái hướng đối tượng trong PHP. Xong chưa? Mèo nào ra vàng? Bởi vì tôi gán lại mà. Ừ. Tôi định nghĩa lại. Xong chưa? Bây giờ các bạn ngồi tạo cho tôi một cái lớp là lớp con người. Định nghĩa tôi các cái thuộc tính. Da, giá trị mặc định đen. Nhẹ.
Xong chưa? Cái gì? Lớp là con người. Thêm vào cái gì? Không thêm thì làm sao check được, có đúng hay sai? Ô hay con bé này. Tạo ra một biến là đức, giới tính nữ chẳng hạn. Anh cấm đâu? Xong chưa? Lâu thế. Không nhỉ? Học xong chưa? Học xong chưa? Wow.
Để chân ra bảo rồi. Bật được. Đây cái điều hòa đây. Bật đây không ạ? Bật cái này cao cao vào đây. Xong chưa? Thằng kia, hai thằng kia. Xong chưa? Còn đứa nào chưa xong không? Thắng không chưa? Xong rồi. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục này. Đấy là chúng ta tạm thời xong về cái cách tạo ra đối tượng, cũng như là định nghĩa đối tượng và định nghĩa các thuộc tính, sử dụng thuộc tính nhá. Yeah. Lưu ý cho tôi cái, chúng ta có một cái câu như này: biến đưa vào lớp thành thuộc tính. Được chưa? Đấy, biến này có phải biến không? Đây là biến còn gì nữa? Biến đưa vào lớp thành thuộc tính, hàm đưa vào biến thành hành động. Đây, chúng ta định nghĩa ra hành động, chúng ta sẽ có như sau: function, đúng không? Moving là di chuyển đi. Hàm đưa vào lớp thành hành động. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có là ví dụ như kiểu là echo. Echo ra đây là tôi đang di chuyển. Ví dụ thế. Con gì? Ok nó chứ. Biết đâu trong hệ thống của tôi bắt con vật nói được rồi đó. Maybe. Xem đi. Cái gì đấy? Nó nói cái gì vậy? Nó nói gì không ạ? Có ai hỏi, có ai hiểu nó nói gì đâu. Không. Được chưa? Rồi chúng ta thực... Nào, chúng ta invoke. Nhớ nhá, ở trong cái... Khi mà thực thi hàm, chúng ta gọi một cái từ invoke. Invoke, invoke ấy. Trong Dota, invoker là thực thi, được chưa? Invoke chúng ta thực thi một cái hành động, đúng không? Chúng ta thực thi một hành động của một thực thể bằng cách là sử dụng thực thể trỏ đến tên hành động, nhận tham số như bình thường. Được chưa? Ra ngoài, pilot. Đây, tôi đang di chuyển đây. Đúng không? Chúng ta chuyển xuống con cái biến chó này cũng di chuyển. Thì chúng ta sẽ tôi sẽ thêm cái BR vào đây. Chúng ta có cái hàm là được thi hai lần.
Hả? Không. Người ta chỉ hiển thị được, ví dụ nhá, ví dụ ông nhìn lên cái trang ở đây, ông chỉ có thể là đánh giá được cái trang này là xinh hay xấu, dài hay ngắn, nặng hay nhẹ, đúng không? Ông có biết được là cái trang này nó ăn cơm trông có như nào không? Biết không? Biết làm sao được, đúng không? Do đó chúng ta không thể va đăm ra được cái hành động. Hoặc là ông làm sao biết được cái trang này nó có đi học hay không? Biết làm sao được, biết là nó có biệt tài gì? Nếu nó không thể hiện ra làm sao ai biết được? Đâu rồi? Đấy rồi. Xong chưa? Định nghĩa ra hàm và định nghĩa ra hành động và thực thi một cái hành động thì chúng ta dùng vẫn là cái mũi tên này thôi. Được chưa? Nếu muốn nhận biến vẫn nhận bình thường, ví dụ như kiểu là ăn chẳng hạn. Tôi có một cái function đây, chúng ta có một cái và biến là cân nặng. Cân nặng bằng 0 chẳng hạn. Đúng không? Ví dụ tôi sẽ có function ăn truyền vào một cái biến, đây là kg, nó ăn bao nhiêu kg chẳng hạn, đúng không? Chúng ta sẽ có là tôi echo là tôi đang ăn đô la kg, cách kg thức ăn. Sau tôi chuyển cái này thành gì, thành ăn. Đây là thằng này, con mèo này chỉ ăn được 1 cân thôi, còn con chó thì ăn được 5 cân chẳng hạn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có là tôi đang ăn 1 cân, con mèo tôi đang ăn 1 cân, con chó tôi đang ăn 5 cân, đúng không? Xong chưa? Đấy, nhận tham số như bình thường, định nghĩa ra và nhận vào. Tiếp theo này. Tiếp theo nhá. Tôi echo tiếp này. Tôi tên là đô la Ziz, trỏ đến name hoặc tên, cách tôi đang ăn kg thức ăn. Được chưa? Các bạn viết cái này vào đi. Nhớ là string của chúng ta là string 2 phẩy nhá, thì mới dùng được cái này. Còn nếu string 1 phẩy thì phải dùng nối chuỗi là dấu chấm. Thì bây giờ mới đang dạy đến cái gì? Xong chưa? Rồi xem nó ra cái gì. Tôi là Trang, tôi đang ăn 1 cân thức ăn, mỗi lần nó ăn được 1 cân lận. Tôi tên là Quang, tôi đang ăn 5 cân thức ăn. Xong chưa? Thế vậy cái zip là cái gì? Cái zip là cái gì? Đúng rồi. Cái zip chính là cái thực thể đang được, nhớ nhá, nghe này, nghe kỹ này. Cái đô la zip hay là còn gọi cụ thể là cái zip, bởi vì cái zip này ở đâu cũng có, trong các ngôn ngữ khác cũng có, thì gọi là cái zip thôi nhá.
Cái did này nó nói đến chính là cái thực thể đang thực thi hành động. Đấy nhá. Cái did nó chính là cái thực thể đang thực thi hành động. Đúng chưa? Ví dụ thằng Quang ăn thì thằng Quang béo, chứ không thể là thằng Quang ăn mà cái Trang béo lên được. Đúng không? Và lấy ra gọi tên thằng Quang, thằng Quang thưa nó tên là Quang, chứ không thể gọi thằng Quang nó thưa em tên là Trang được. Đúng chưa? Cái did là chính là cái thực thể đang thực thi cái hành động. Sẽ hơi khó hiểu đấy. Được chưa? Hậu hiểu không? Quá trông mặt đừng thối rồi. Long hiểu không? Hả bên nhỉ? Khánh có hiểu không? Thắng. Cái zit là chính nó nhé. Cứ hiểu zit là chính nó. Chính là cái thực thể đang được nói đến. Được chưa? Bây giờ này, tiếp tục này. Bây giờ chúng ta lấy được ra cái thuộc tính là tên rồi. Thế liệu chúng ta có tăng được cái, có thể thay đổi giá trị của thuộc tính hay không? À, của đối tượng hay không? Chúng ta lấy luôn là zit trỏ đến cân nặng cộng bằng với số kg. Tôi đang ăn bằng này cân phẩy, hiện tại tôi nặng đô la zit trỏ đến cân nặng kg. Gì? Có gì khó hiểu? Ui dồi ôi, vá, làm hành động gãy đi. Quang, cho nó thực hiện hành động gãy đi. Còn bao nhiêu lần tăng được? Thằng này không, bây giờ đến bây giờ cũng không biết cái cộng bằng là cái gì. Nghe em biết rồi nhưng mà sao trong 10 năm là biết là cộng bằng. Cái gì? Không phải hành động đấy. Ừ. Gọi một lần là cộng cân. Nó gọi hai lần sao? Ví dụ con cái con mèo này nó ăn đến 2 lần ra, 3 lần ra. Được chưa? Chưa. Nghiền ngẫm đi, ai bảo gì đâu. Ngẫm đi. Tôi bảo cái này dễ bao giờ đâu. Sao? Có hiểu không? Cái này hiểu thì chỉ có các bạn tự phát biểu nhé. Nếu mà không hiểu tìm người khác ví dụ. Nếu mà kêu hiểu rồi tôi cũng không giải thích lại được nữa đâu. Bởi vì nó rất là đơn giản. Với tôi nó rất đơn giản. Cho nên là không còn cách nào giải thích dễ hơn được. Nào đây. Đầu tiên Trang ăn 1 cân, lúc đầu này thì là số cân nặng của nó bằng 0. Không. Sau nó cộng thêm 1 thì nó nặng 1 cân. Ăn lần 2 nó nặng 1 cân, ăn lần 3 nó nặng 3 cân. Còn thằng Quang này thì ăn 1 lần thì nó nặng 5 cân luôn. Được chưa? Yeah. Thế nên tôi mới nói là khi thực thể thực hiện hành động thì có thể các giá trị của thuộc tính của nó sẽ được thay đổi. Thì thể hiện bằng cái đô la zit này. Được chưa? Cái zit này nó tồn tại ở trong tất cả các ngôn ngữ nào cũng có. Được chưa? Do đó chúng ta sử dụng zit trỏ đến các cái thuộc tính ở trong một hàm. Hoặc các bạn hoàn toàn có thể là trong một hàm thực thi một hành động khác. Ví dụ ở đây tôi hoàn toàn có thể là ăn xong rồi di chuyển chẳng hạn. Thì tôi đô la zit trỏ đến di chuyển. Cái này là chuyện bình thường, rất bình thường luôn. Được chưa? Cái việc này việc rất bình thường luôn. Ăn xong rồi đi. Đây, chúng ta tiến hành. Đúng không? Cái tôi đang di chuyển này được thực hiện sau mỗi lần ăn.
đúng chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện là sau mỗi lần di chuyển thì số cân nặng của nó giảm đi 0,2 kg cả. Đúng không? Thì đây, tôi là Trang, à, Trang đang di chuyển hoặc là cái zip cho đến tên đang di chuyển phải số sau khi di chuyển số cân nặng bằng đô la zip cho đến cân nặng, đúng không? Chính xác chưa? Thằng này có vẻ tưng tửng này, mày hiểu không? Hiểu rồi. Kinh nhỉ? Giỏi vãi, nên mày bảo mày học lại cơ mà. Em có được học lại ngày nào không? Em mới mà. Mới? Vâng. Các môn khác cũng thế, đừng điêu. Nó chỉ khác nhau cái dấu này và dấu chấm thôi. Cái zip này mới à? Cái zip này mà mới. Vâng. Luyên thuyền. Thế em học lại. À, cũng đúng. Thế em mà biết cái này rồi thì... Cái phá môn. Được chưa? Đấy là biến đưa vào trong lớp thì thành thành gì? Biến đưa trong lớp thuộc tính. Hàm đưa vào lớp thành hành động. Được chưa? Thế nếu hàm đưa vào trong lớp thì thành gì? Hàm số đưa vào trong lớp thì thành thuộc tính. Giá trị thuộc tính. Đúng không? Ừ, hằng số có đó, có nhá. Hằng số nếu đưa trong lớp thì thành cái gì? Là thành thuộc tính. Thuộc tính là thứ có thể thay đổi giá trị. Hằng số thì liệu có thể thay đổi giá trị không? Không, đây là mâu thuẫn. Nào, chúng ta thử nhá. Tôi sẽ có một lớp nữa. Class bằng lớp con heo, toàn chó với lợn. Được chưa? Bây giờ tôi có một cái hằng số ở đây. Ví dụ con. Được chưa? Loại động vật tôi viết bừa đi nhé. Bằng con heo, tôi bê cái này lên trên đây, viết cái này con động vật, liệu thế này có được không? Chúng ta có thuộc tính của hằng số là gì? Hằng số có thể tạo ra nhưng mà không thể gán lại giá trị, đúng không? Hằng số tạo ra rồi thì không gắn lại giá trị cho cái hằng số đấy được. Nhưng mà tôi viết như thế này có được không? Tôi viết thêm như thế này thì liệu có được không? Hằng số động vật ở bên ngoài. Được. Vì sao được? Thay đổi trong cái class. Rồi, không hỏi nhiều nữa. Đây, chúng ta thử phát nhé. Thử phát cái này. Hả? Cái gì thử cái di chuyển? Zip. Đây á. Chạy rồi còn gì nữa? Output đây này. Thế không phải gọi như thì xóa cái này đi. Thế tôi viết ra mà tôi chứng minh một cái điều là trong một hành động có thể gọi được một hành động khác, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đến với cái hằng số rồi. Và đâm ra đây loài động vật. Rồi.
nó ra cái nào? Thứ nhất, nó có lỗi không? Không. Và nó lấy ra cái ở phía ngoài này, đúng không? Thế nếu mà muốn lấy ra cái này làm nào? Thêm tên class vào đâu? Đây. Cho đến. Đúng không? Nó là như thế này. Được chưa? Xong chưa? Hằng số trong mỗi lớp, lưu ý này, trong mỗi lớp chúng ta có thể tự nó định nghĩa ra cái hằng số, bất biết là cái hằng số đó nó tồn tại trong các lớp khác hay là tồn tại ở ngoài hay không. Ở trong chúng ta vẫn dùng được bình thường. Ở trong đấy chúng ta vẫn dùng được bình thường. Và để truy cập đến hằng số của một lớp, chúng ta không phải new, chúng ta thấy ở đây chúng ta không phải new bố con thằng nào cả. Đúng chưa? Không phải new bất kỳ thằng nào hết. Chúng ta muốn lấy ra hằng số của một lớp, chúng ta viết tên lớp 2.2 chấm, tên hằng số. Được chưa? Và ở trong cái ngôn ngữ PHP, cái dấu 2.2 chấm nó thể hiện cho những cái biến hàng thuộc loại static. Hằng số là một thứ là static, nó là thuộc tính tĩnh. Đúng không? Hằng số nó là tĩnh, đã tạo rồi không thay đổi nữa. Cho nên nó là thuộc loại static. Thì chúng ta gọi nó ra thì chúng ta có tên lớp, tên class thì đúng. Tên class 2.2 chấm hằng. Bởi vì hằng số thì chỉ có lấy ra chứ làm sao mà xét lại được. Đúng không? Cho nên chúng ta lấy ra bằng cách là tên class 2.2 chấm hằng mà không phải new bất kỳ cái gì hết. Được chưa? Đấy là dạng khái niệm về hằng số ở trong cái lớp. Xong chưa? Check đi. Cái này gọi là gì? Cái tính là tính. Hằng số ở trong lớp thì nó về thuộc tính là xây để đổi tính. Chúng ta có hằng số, biến tính và hàm tính. Biến tính luôn, đúng không? Khác gì nào, khác gì nào? Khác một cái này, dùng hằng số thuộc về một lớp thì phải viết thêm cái này. Thế thôi, và không phải new. Phải lưu, cái này nó lưu trữ về cái đặc điểm của cái lớp đấy. Cái gì đấy? Sáng nay nó nói. Cái gì đấy? Rè ngồi cạnh nhau, giúp đỡ nhau. Đấy, tên là Hồng Quang. Hồng Quang. Không, chẳng ai gì cả. Quang là cái kéo. Đang chờ ông Đức. Ông gì đấy? Đang ngâm cứu. Đấy cũng đô. Được chưa? Đấy là hằng số trong class nhá. Dùng như này. Ví dụ đây. Được chưa? Rồi tiếp tục. Chúng ta có một cái trò nữa, đó là trò biến tĩnh. Static variable. Nếu nói tiếng Anh nó static variable. Thì biến tính của chúng ta rất dễ thôi, static cách tên biến. Ví dụ như kiểu đây là giới à quên nhỉ, gọi là cái gì bây giờ? Chi bằng chi động vật. À, không có chi, hoặc là viết là không có chi, động vật không có chi. Không có chi. Tầng dưới này cũng có chi. Là con heo thì là lớp động vật có vú. Đúng có gì nữa? Đúng chuẩn sinh học luôn. À, không biết à? Không biết bọn này học dốt sinh thế. Sao liên quan đến nhau? Chi họ ấy chứ không phải là chi là chân đâu.
bọn này rốt nát thế. Thế gọi là cái gì? Chi người ta chỉ chân thôi. Ai bảo thế? Ngành lớp bộ chi loài nhà quê. Được chưa? Xong chưa? Được chưa? Rồi bây giờ thế vậy chúng ta truy cập đến cái biến chi này như nào? Con heo hai chấm đồ là chi. Được chưa? Cái này thì lại có đô la. Động vật hai chấm đô la chi. Được chưa? Chứ không phải là kiểu dạng là vèo phát là chạy đâu. Không nhỉ? Biến khác với hằng ở đâu? Thay đổi được. Thay đổi được. Đây là hằng, ở đây là biến tĩnh đúng không? Thế biến tĩnh liệu có thay đổi được không? Thật không? Thử nhá. Ví dụ thế. Đúng chưa? Sao? Hả? Nhiều. Ví dụ chúng ta trong một cái hệ thống chúng ta có nhiều ngôn ngữ đúng không? Khi người ta chọn một cái, ví dụ chúng ta để một cái giá trị, một cái loại ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt đúng không? Nhưng khi người ta truy cập và người ta chọn giá trị bằng tiếng Anh, thấy chưa? Thì cái giá trị biến tĩnh của chúng ta, chúng ta có thể thay đổi nó thành tiếng Anh. Sau đó tất cả các truy vấn khác của các cái giao diện khác của chúng ta thay đổi thành tiếng Anh. Đúng không? Một cái giá trị mặc định ở trong này. Đó. Hoặc là sang ngôn ngữ khác. Nói chung là cái này có nhiều cách dùng, nhiều phương hướng để dùng. Biến tĩnh là một cái loại biến có thể thay đổi giá trị. Nó mang đặc thù của biến. Ngoài ra nó khác so với các loại biến thường khác, đó là nó không phải new, và không, nó khác so với các thuộc tính là không phải new. Không phải new ra các cái đối tượng thì mới dùng được các thuộc tính, mà ở đây chúng ta chỉ dùng tên lớp hai chấm đô la tên biến là có thể truy xuất hoặc là gán giá trị cho cái biến tĩnh này. Còn dùng nó thì tương đối ít, dùng ít. Hằng số nó còn dùng nhiều, biến dùng ít. Được chưa? Đấy là biến tĩnh. Ngoài ra chúng ta còn một cái trò nữa, đó là hàm tĩnh. Hàm tĩnh không phải là quách tĩnh. Đấy, đây hàm tĩnh thì chúng ta biết như sau. Ví dụ chúng ta sẽ có là cái hàm là đi ngủ, chúng ta sẽ có static function đi ngủ. Đi ngủ chúng ta echo ra cái động vật đi ngủ. Được chưa? Như này. Thì chúng ta có con heo đi ngủ. Như này. Được chưa? Thì chúng ta gọi đến cái hành động static function này bằng cách không phải new điếc gì cả. Hai chấm đi ngủ. Được chưa?
đúng nhá. Bởi vì cái này không return gì cho nên nó có cái null là chuyện bình thường. Được chưa? Ok. Ừ. Dùng hết cái static function, dùng function là gì? Function thì phải kiểu new như cái đó, mình dùng tới là static function. Đúng. Tại sao không chuyển sang dùng hết static cái gì? Rồi, cứ làm xong cái đi vu như tôi giải thích. Cái đấy sớm muộn là tôi nói thôi. Cho nên không phải hỏi. Vấn đề ở đây xong chưa? Làm đi. Bắt đầu phần này rất là nhiều, phần đối tượng rất là nhiều thứ nó tạp nham, nó trùng lum. Đây còn chưa bao gồm bốn tính chất đấy. Giải thích nốt cái static này thì tôi sẽ cho chúng ta nghỉ khoảng 10 phút để nó thư giãn đầu óc, bớt nó đi ngủ. Ông cho chạy được chưa đã, cứ chạy được đi đã. Sau này các bạn sẽ gặp, nếu mà sau này lên framework ấy, lên framework các bạn sẽ gặp cực kỳ nhiều cái tổ hợp là static, bắt đầu tất cả mọi thứ bắt đầu từ static, hàm static, sau đó là trò tiếp đến các hàm về bình thường, các hàm bình thường kiểu dạng nghe. Nhưng mà framework của này hỗ trợ. Framework của cái này là cái gì? Hỗ trợ đủ thứ. Hỗ trợ những cái thứ mà nếu mà để ông tự cốt cho ông phải mất cả năm mới làm được. Xong chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ có cái này. Tại sao chúng ta lại phải phân biệt ra hàm tĩnh và biến tĩnh? Và tôi nói trước luôn là cái hàm tĩnh này sau này dùng cực kỳ nhiều. Dùng cực kỳ nhiều luôn. Thế là như sau. Chúng ta thấy cái cách sử dụng cái hàm thường này, nếu để dùng hàm thường thì chúng ta phải có cái gì? Hỏi thì lên 6 bảng. Để sử dụng hàm bình thường, tức là một hành động thì chúng ta phải view ra một thực thể, đúng không? Đúng chưa? Mày làm gì đây Quang? Các bạn á? Bao phim phiến đi cho nhanh đi xem nào. Thì ra cái tạm em kết thế. Không, không đi. Rồi, thôi. Rồi nào, hành động bình thường. Để sử dụng một cái hành động bình thường này, chúng ta phải tiến hành là new thực thể. New đối tượng đúng không? Như này mới dùng được đúng không? Nhưng còn cái static function thì làm sao? Không phải new. Không phải new gì cả. Đúng chưa? Thế đã không new thì có sheet không? Có không? Đã không new thì làm đâu có sheet. Mà đã không có sheet thì làm gì có thực thể. Đúng không? Chuẩn chưa? Không có sheet thì không có thực thể. Do đó những cái hàm static này chúng ta cũng hiểu như thế này. Giống như kiểu dạng là những cái hành động mặc định mà một cái đối tượng cũng phải có, vẫn biết là nó là, ví dụ đối tượng của chúng ta là tam giác thì mặc định một cái tính tam giác là như này đúng không, chuẩn chưa? Đối tượng là hình tròn thì mặc định có cái constant là cái số pi nó bằng này, có công thức như thế này, đúng chưa? Bất biết được nó có cái độ dài, độ rộng, độ cao như thế nào, mặc định là nó đã có như này, công thức tính là như thế này, phép tính là như sau, đúng không? Được chưa? Đây là sự khác nhau giữa hành động thường và cái static. Khác nhau duy nhất là cái zip này. Khác nhau duy nhất là cái zip thôi. Đúng chưa? Không nhớ. Không nhớ. Sau này chúng ta sẽ có cái tổ hợp như thế này. Ví dụ chúng ta muốn thực hiện một câu lệnh với cơ sở dữ liệu nhé. Đây cái dễ hiểu nhất, đó là với cơ sở dữ liệu, với bảng KTP
chúng ta sẽ có thực hiện cái câu lệnh select sound from category where name like độ phần trăm x như này, một câu lệnh này. Thì với cái hiểu biết của chúng ta bây giờ, chúng ta phải thực hiện nó trong bên dòng. Đầu tiên tạo kết nối này, đúng không? Chuẩn bị câu SQL này là hai dòng, rồi tạo STMT bằng với cái connect chọn đến phép prepare câu SQL vào ba dòng này, XQ là bốn dòng này, đúng không? Phép ra là năm dòng, đúng không? Sau này ạ, chúng ta lên framework hay là mấy cái tôi sẽ dạy các bạn, chúng ta thực hiện chỉ bằng một dòng. Đơn giản như sau, cái data nó sẽ bằng cái category này, lớp, đúng không? Cái tên lớp 2.2. Where đây là điều kiện, thì ở đây tôi để là name phải like phải x trong này hạn, đúng không? Đây là cái hàm gì? Hàm gì? Hàm tên chúng ta trỏ để ghép phát là xong. Vì sao cái này là hàm này? Bởi vì tôi hoàn toàn có thể là cái câu where của tôi nó có nhiều điều kiện. Tôi sẽ thêm vào đây là or where là điều kiện nữa. Tiếp theo là anywhere là điều kiện nữa, xong rồi tôi mới ghép. Còn mấy dòng? Tất cả những cái thứ này tôi có thể biết là một dòng, đúng chưa? Do đó nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều, đặc biệt là trong việc tương tác với DB, dùng nhiều cực kỳ luôn, đúng chưa? Đấy, nó là cái lợi ích của nó sau này, rút ngắn cốt của chúng ta đi rất là nhiều lần, để nâng cao rồi. Không chưa? Chúng ta cứ phân biệt cho tôi cái hành động bình thường và cái static bằng thứ nhất là cái cách gọi nó ra, cái invoke. Cái thứ hai là gì? Là trong cái thằng static thì nó không có đô la gì, bởi vì nó không có đối tượng, nó không thể nào đô la gì được. Xong chưa? Hả? Cái gì? Thôi chúng ta nghỉ 10 phút, chúng ta thực ra còn cái constructor nữa. Giờ tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục. Học vui thì mấy anh em chơi thì... À, kệ mày. Sao anh ngồi chơi không? Máy gì đeo à? Không có đứa nào có sạc đeo. Đấy. Đấy. Sạc quang đổ chỗ nó. 1.000 phút. Thì vậy. Cho hẳn cái sạc luôn. Anh đi không quên máy. Đi, đi học không mang sạc. Em biết thừa là học được 3 tiếng. Em nghĩ là nó đầy. Đấy. Ở đây chỉ có máy tôi là được 3 tiếng liền thôi. Đúng. Cùng rồi. 10 phút làm gì? 10 phút thì xem bài đi. Cái gì đấy? Mình nhầm gì cái gì đấy? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Sơn xiên này. Ê, cho đấy. Khoan này, con gà. Làm luôn nha. Làm luôn nha. Ví dụ nó có hai hàm lượng thì một cái biến nó chỉ vào cái hàm đấy. Có gì? Dạ, biến thừa đâu? Nào, biến thừa đâu? Đi đến biến thừa đây, chuyển biến. Đuôi thối, phải mặt nặng nhẹ. Để buổi sau biến thừa đâu? Nhưng mà không biết là không tải được đấy. Biến thừa dưới vai. Dễ nhá. Dưới vai à? Có đồ chim cái gì? Ngoài tính hình ạ. Chơi ba trong phòng. Đấy, đánh thế này. Đâu, thế tôi đang ngắm. Ờ. Thế thử ở đây sao ạ? Tôi treo rồi anh chạy. Nhìn, anh cầm lên. Anh bị cấm rồi, anh đang xỉ. Cầm tay không? Cầm tay. Cầm tay. Nhìn bài, cái xuẩn. Tưởng cái hai dô bạn này có bạn này không có người là dô về được bạn bài bài anh nghe không sáu ạ anh nghe là cu người chơi được người Okay.
Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Dạ. Xong chưa? Tiếp tục nha. Chúng ta tiến hành làm việc với cơ sở dữ liệu để thực hành cái này cho dễ. Được chưa? Nào. Thử phát. Để xem nào. Xem cái K31 để bỏ qua cái này. Not win bỏ qua đi. Không dùng được cái not win đâu, bởi vì cái not win nó trong cái DB nó chứa ảnh, cho nên là không hiển thị, không nên dùng cái đấy. Lại quay về cái PHP1710 nhá. Chúng ta có bảng student này. Được chưa? Các bạn còn giữ không? Rồi để tôi xuất ra cái này rồi tôi gửi cho các bạn để cho nó chúng ta chung cái DB. Chắc gì xuất bản để tôi share nốt cái này. Đó. Rồi, các bạn tải về và dùng cái DB này nhé. Tên DB là PHP1710 luôn. Cái index này tôi sẽ tạm thời tôi đổi tên nó đi thành index 2. Chúng ta dùng index sau. Không biết. Làm nào làm. Chúng ta ở trong cái thư mục của chúng ta tạo ra một thư mục tên là model. Tạo ra một file tên là student.php. Yeah. Cái file này nó là chứa một lớp thôi. Lớp nó sẽ đại diện cho cái bảng student trong DB của chúng ta. Thêm đấy là thêm nào? Tạo DB ra, xong rồi mở ra. Xong rồi chọn chuột phải vào. Excuse, ui giời ơi. Đây là cái tội lười không cần thực hành như này.
Ô, viết nhầm. Viết nhầm. Cái DB cái tôi viết nhầm. Tôi đưa nhầm vào cái group khác. Đâu, đúng là nào về mà. Thế à? Bây giờ thầy đưa nhầm mà em vẫn đang về cái kinh này. Thế à? À rồi, thế thôi. Xong chưa? Đứa nào chưa được mang lại đây xem nào. Tạo như nào cái chú giỏi rồi. Chết mất rồi. Kệ chúng mày, bao giờ xong nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái gì đó
Xong chưa? Xong chưa? Rồi, vậy. Tiếp nha. Rồi, làm sao mày làm sao? Toàn sinh viên công nghệ, mù công nghệ. Sợ thật. Đúng chưa? Ở đây chúng ta tạo ra một cái file student. Và cái file này chúng ta tạo ra một cái class tên là student. Tạo ra một file class tên là student. Trong class này chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm mới, function là getConnect bằng việc tạo ra $zis trỏ đến connect, trỏ đến con bằng new video, đúng không? Cái này thì tôi không nhắc lại nữa. Đây là tạo đối tượng này, gán một đối tượng là video cho một thuộc tính của cái student này. Đây là của tôi nhá, cái password là của tôi nhá, các bạn thì để trống nhá. Xong chưa? Rồi nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái function là getOwn trong này.
thì chúng ta sẽ có cái câu SQL bằng ở đây tôi có cái student này bằng bằng cái gì nhỉ? Thôi thì constant đi. Đô la table hoặc quên constant bằng table name student. Chúng ta có cái câu SQL như sau: select cell from self hai chấm table name. Như này chúng ta có stmt bằng đô la this cho đến con cho đến prepare để biến sql vào, sau đó stmt cho đến execute tiến hành result bằng stmt cho đến fetch all và return result. Cell và chính bản thân nó lấy ra cái tên class đưa cái này vào đây, student đưa vào thay cái chữ cell để nó rõ ràng thì chúng ta có thể là string như này cộng chuỗi cell table name. Gì va đâm giá? Tại sao về va đâm cái result? Va đâm ở ngoài rồi va đâm ở đấy. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sử dụng cái thằng xong chưa? Cái đoạn này có hiểu không? Đây chúng ta còn thiếu cái this cho đến get connect nữa. Tí quên này. Sao không hiểu? Hiểu có gì không hiểu? Rồi, cứ dùng đấy nhá, một tí nữa giải thích sau. index.pt require one cái file model student.pp require thì dùng được lớp. Thì chúng ta sẽ có cái biến model bằng new student. Có mở ngoặc này đúng không? Sau đó list student bằng biến model
trở đến get connect. À quên nhầm, get on. Chúng ta tiến hành va đăm cái biến list student. Không nhá, chạy đi, lấy chưa, sai gì, ừ, đấy, sao, lại bê lên. Nó có 3307 rồi. Chưa có Z, chưa gọi đến cái hàm này. Không gọi đến hàm này thì đào được cái biến con này, cái thuộc tính con này đúng không? Đấy. Cái gì này xong này bà lại chui vào trong cái student này. Đâu, cái file đâu? File đâu? Đây là cái cũ đúng không? Này là cái gì? Ui giời ơi. Trong khi bà truy cập vào file OOP Student SC, ở đây làm gì có SC? Nha, require cái file dưới vào đúng không? Thế nhỉ? Đây bây giờ là PHP 1710 bảng là bảng student.
cách ra. Đây, student đây. Xong thì tôi sẽ giải thích cái from này xong cách ra nhá. From nào? Đây ai? Tôi lại nghe from này xong cách ra với cộng cái cell table này. Sai rồi. Còn này á? Đó bên này. Sai rồi, nó không tìm được cái tường này. Ôi giời ơi, tôi bảo ông để index ở đâu, cái index để đâu đây? Index đây cơ mà. Thế thì để nó trong, để nó dẫn trong. Để nó dẫn trong làm sao được? Đâu? Ông truy cập đây đúng không? Rồi. Đây, cho là ở đây đi, đúng không? Thế cái model student là gì nào? Hai thằng nó ngang cấp mà. Ngang cấp là quên. B ra ngoài ngay lập tức cho tôi. Nhưng mà phải ở ngoài. Không nên đưa vào trong module là để chứa module, module là để chứa index được. Tá linh tinh. Tất cả những cái việc tôi làm là không phải là không có lý do đâu nhá. Không phải viết linh tinh mà được đâu. Học bao nhiêu lâu rồi? Giờ vẫn còn như này, nhà có nhìn chép lại cũng không được. Đặc biệt là cái skill. Sao thằng Quang xong chưa? Đúng rồi. Sao còn đứa nào không? Mang nốt lên đây xem nào. Không chưa sang không chưa? Cái này à? Đây à? Sao lại là cái student? Nó là cái module chứ. Nó là cái thằng này nè. Đúng không? Đây nhá, cái module này là một cái đối tượng là student mới đúng không? Nó cái bây giờ tôi giải thích này nào, tập trung lên đây. Xong rồi giải thích quay lên đây. Bây giờ chúng ta có một cái module bằng cái đối tượng student mới này. Xong chưa? Cái đối tượng này sẽ gọi đến cái hành động là get on.
đúng không? Get on này, trong cái hàm này nó đã có cái đối tượng rồi đúng không? Nó chính là cái model vừa mới tạo ra. Được chưa? Được chưa Giang? Cái đối tượng đấy nó lại gọi đến cái hành động khác của chính bản thân nó. Có được không? Được đúng không? Trong cái hành động này nó tạo ra một, nó gắn lại với một cái thuộc tính, nó tạo ra một cái thuộc tính tên là con bằng cái kết nối đến cơ sở dữ liệu như này, có được không? Được chưa? Sau khi thực thi cái hàm getConnect này thì bản thân cái thằng model cái nó có cái thuộc tính là con. Được chưa? Nếu mà thích mình có thể đây va đâm ra rồi. Đây mình có thể va đâm ra, tôi có thể va đâm ra cho ông xem. Cái biến model. Model. Tôi comment này vào. Thấy không? Nhìn thấy con không? Bằng PDO đây đúng không? Được chưa? Còn cái đoạn còn lại thì không có gì đặc biệt, chỉ có một cái cell này thôi. Cái cell này là sau này chúng ta có sẽ có thêm là parent. Được chưa? Là lấy cái thuộc tính, là lấy cái tương tác với cái hàm hoặc là với cái hàng số của lớp cha. Còn bây giờ ở đây chúng ta có cái cell là chính bản thân nó. Tương đương với cái việc là chúng ta bê cái student. Cái student này vứt xuống đây. Student hay chấm table thì lấy cái giá trị student ở đây vứt xuống đúng không? Được chưa? Đây, vứt cái string này xuống cái chỗ vị trí ở đây. Xong chưa? Đấy, từ sau chúng ta lấy ra cái này thì chúng ta chỉ còn bằng này dòng thôi. Mỗi một lần lấy ra thì lại như thế này. Được chưa? Có lấy được chưa? Thắng không chưa? Okay. Được rồi nào. Báo lỗi gì? Put not file driver. Lỗi trong student nào. Đây này, tại sao lại chưa cái dấu cắt? Cái đấy sao không thích viết dấu cắt vậy? Không. My SQL. Mày dấu cắt như vậy. Ôi giời ơi. Không phải cái string nào cũng cách luôn nhé. Sao bỏ chạy được rồi? Rồi xong anh sửa cái gì cho thầy ấy. Thế là nó lại hiểu. Nó lại ra như này. Rồi bình tĩnh. Đây này, mày không có giống cách đây này. Đấy. Thấy không? Bởi vì cái này nó sinh ra có lệnh select sound from tên bảng. Đúng không? Nếu mà ông viết cái student này, ông viết không có dấu cách ở đây thì nó select sound from student viết liền. Nó có đâu phải có lệnh SQL đâu. Hiểu chưa? Em tiêu hóa. Chạy rồi đây. Em ngu như nó. Nhục chưa? Mình thấy ra là mốc. Mốc ngu. Yêu phải là ngu. Một chữ em. Xong chưa? Bọn kia, bọn còn lại. Thủ Giang này xong chưa? Tiếp tục này. Chúng ta tối ưu cái mớ này. Nếu bây giờ tôi thực hiện một cái hàm là hàm file one, tức là hàm select sound from, tôi lấy giá trị đầu tiên chẳng hạn, thì nó cũng sẽ thực hiện lại toàn bộ cái mớ này. Đúng không? Và cũng lại phải lại chạy lại cái getConnect này. Tóm lại là mỗi lần tương tác với cơ sở dữ liệu tôi lại phải chạy lại cái getConnect này. Đúng không? Cái việc nó không cần thiết. Tôi muốn làm sao mà tạo đối tượng ra tôi đã có cái thuộc tính connect này rồi. Đúng không? Vậy tôi làm nào? Chả nhẽ là gán lên đây. Đố các bạn biết tôi làm này có được không? Được. Thử nhá. Này có được không? Và tôi bỏ cái con này đi. Tôi đố các bạn biết tôi làm vậy có được không? Đây là tạo một thuộc tính mới, tạo một thuộc tính mặc định cho cái lớp student này, đúng không?
Cái thuộc tính này mặc định nó sẽ có cái có giá trị bằng new PDO như này. Liệu có được không? Nếu mà chạy được thì tôi reload trang nó sẽ lại hiển thị đúng giống như lúc nãy. Đúng không? Còn nếu không được thì là lỗi rồi. Thử nhá. Tại sao lại không được? Cái get on là đúng rồi còn gì? Đấy, con nó tạo sẵn rồi còn gì? Ô hay, có phải lúc nãy là như này không? Ví dụ tôi sẽ viết như sau, tôi tạm thử comment này vào nhá. Đây nhá, tôi có một biến va đô la test, được chưa? Bằng PT1710 như này nhá. Thì ở trong này tôi return this dollar this trở đến test này có được không? Thế tại sao như này lại không được? Còn đúng không? Đấy, nó vẫn có con này, có cái này nó đã tạo ra ngay từ đầu rồi. Thế tại sao lại viết như này thì không được? Hả? Tại sao như này thì không được? Ăn nào à? Sao? Chúng ta có một cái lý thuyết như là một cái yêu cầu như sau. Yêu cầu như sau. Các cái biến, các cái thuộc tính của chúng ta không bao giờ được gắn với một cái new đối tượng khác. Khi mặc định không bao giờ gán kiểu này. Được chưa? Do đó chúng ta vẫn muốn làm như thế này, vẫn muốn giữ nguyên cái nội dung của cái hàm này, chúng ta phải làm cách khác chứ không làm cách này được. Đó là chúng ta sẽ phải cần dùng đến một cái khái niệm tên là constructor, tức là hàm khởi tạo. Ở trong lập trình hướng đối tượng chúng ta có cái cú pháp là function gạch dưới construct. Trong này chúng ta bê cái này xuống, vẹt này là có dollar this cho đến con như PDO gì ấy vào đây không vào vào thôi. Thằng kia xong chưa? Xong rồi. Xong thật không? Mày mang máy đi thế nào? Ngồi ngắm mới sợ chứ. Nhưng mà cái này nó chỉ là cách khác của cái trên thôi mà đấy. Ai bảo cách khác? Bỏ bớt đi tận một dòng đấy. Hai cái gạch dưới nhá. Rồi, cứ viết đi, xem có chạy không. Được chưa? Bây giờ giải thích nhá. Có chạy không? Có. Giải thích nhá. Như nào gọi là khởi tạo? Tạo mới, sinh ra đã có. Sinh ra đã có. Thì như sau. Chết nhập. Đấy, sinh ra đã có rồi. Thì là như này. Bất cứ khi nào chúng ta có cái new student. Nhớ nhá. Bất cứ khi nào chúng ta có cái new student thì cái hàm construct này được chạy luôn. Được chưa? Bất cứ khi nào có new student thì cái hàm construct này được chạy luôn.
đơn giản thế thôi. New tên đối tượng thì là cái hàm khởi tạo của cái đối tượng đấy được chạy ngay lập tức, đúng rồi, tạo đối tượng mới thì hàm khởi tạo sẽ được chạy ngay lập tức, có thế thôi, thấy chưa? Giống như kiểu là cái chức năng thở của ông ấy, ông vừa đẻ ra nó có rồi, khởi chạy luôn. Khác chứ, cái này không phải gọi nữa. Ông có thấy có ai gọi cái hàm construct không? Dùng luôn, không phải làm gì nữa, không phải zip trỏ định nhất con nick nữa, và nó có sẵn luôn cái thuộc tính là con này, được chưa? Hàm construct thì nó có nhiều cái gọi là cái tác dụng lắm, chứ không phải chỉ có mỗi như này thôi. Nhưng mà tóm lại là nó có một cái đặc tính chung lớn nhất, đó là nó sẽ được thực thi ngay lập tức khi chúng ta tạo ra đối tượng mới. New object thì là tạo thực thi luôn. Tốc độ của anh này chẳng có nói gì đến tốc độ cả. Không, ý là nếu mà so với mình sinh ra một đối tượng xong rồi mình phải gọi hàm thì... Tất nhiên là tốc độ code thì sẽ lâu hơn rồi. Tốc độ code cách thứ hai mà ông nói thì nó lâu hơn, cách cũ thì nó lâu hơn bởi vì nó thêm mất một dòng. Nhưng mà cái một dòng nó sẽ tăng lên khi mà số lượng hàm tương tác với cơ sở dữ liệu của chúng ta tăng lên. Mỗi một hàm là thêm một dòng. Hiểu chưa? Còn nếu mà chúng ta tạo ngay lập tức như thế này thì nó sẽ có ngay lập tức luôn khi mà đối tượng mới được tạo ra. Có thế thôi. Đấy, tác dụng của cái hàm construct, hàm constructor mới đúng, là hàm khởi tạo. Được chưa? Chồng. Đấy, đơn giản này thôi đây, tôi echo ra. Hàm construct được chạy. Ví dụ như này, có cái br ra. Chẳng có gọi cái gì. Đây, tôi bỏ luôn cái get on đi. Được chưa? Đấy. Không biết gì đâu. Tôi đắp ticket lên 2, 3, 4, 5. Nó chạy 5 lần. Được chưa? Còn đây là chúng ta thực thi thôi. Đấy, nó khởi tạo một lần thì nó chạy một lần, sau đó nó mới ra cái này, đúng chưa? Này thể hiện là cái hàm construct chạy trước xong mới đến cái hàm get on, thế thôi. Xong chưa? Ô bọn này đợi lại đần thối mắt rồi. Sao xong chưa? Bây giờ tôi có một cái hàm như này, các bạn lấy dữ liệu cho tôi nhé. Function where, đây là call, phải compare, phải value. Cái hàm này làm sao để chạy được câu lệnh là select sound from tên code. Bảng tên cột so sánh, phép so sánh với giá trị. Ví dụ nó sẽ thực hiện select sound from student có cái name bằng cái gì đây, Đức Phê Cần. Đức Phê Cần đấy, làm nào làm, lấy toàn bộ dữ liệu của nó ra.
Phép so sánh. Đơn giản mà xây dựng hàm sinh ra câu lệnh select sao from. Cái tham số đầu tiên là tên cột. Tham số thứ hai là phép so sánh. Tham số thứ ba là giá trị so sánh và lấy giá trị của câu lệnh cái giá. Thế thôi. Nó không khác gì với hàm get all như là mấy thêm cái đoạn well là xong. Xong chưa? Sao? Dễ mà, câu lệnh xây dựng này. Đấy, copy lại nguyên cái mớ này. Về xuống, select sao from table name cộng với string cách rồi nha. Where dollar col cách dollar compare cách
phẩy phẩy ở ngoài nhá, cái này phải phẩy phẩy, bởi vì thường thường nó có thể là khả năng là chuỗi. Yeah. Phẩy phẩy, sau đó là value, đô la value. Như này. Giúp xây dựng câu lệnh select sound from, tên cột, phép so sánh, giá trị. Thì giá trị chúng ta cứ để kiểu chuỗi là an toàn nhất. Cái gì? Thật đâu? Tôi chạy nó ra nhiều không mất tôi gì. Đây, select này. Where này. Được chưa? Tham số đầu tiên là tên cột, tên là name. Phép so sánh là phép line. Tiếp theo là chữ Đức nhá. Đây, Đức. Phần trăm, Đức. Được chưa? Sao? Tên cột là ID. Phép so sánh là phép lớn hơn, giá trị là 1. 2 3 5 2 3 4 5. Sao? Có chạy không? Chạy quá đi chứ. Đấy. Xong chưa? Để truy xuất hoặc là tương tác với DB nó đơn giản hơn quá nhiều. Buổi sau chúng ta sẽ học về hướng về bốn tính chất, chúng ta sẽ rút ngắn được code đi một cơ số lần. Nào. Xong chưa? Tiếp theo các bạn. Cái gì mà ra không? Mang đây xem nào. Đẩy code lên nha. Vâng. Chờ đi, đẩy code lên. Đây xem nào. Ra rỗng này hả? Vâng. Đây này. Nói bao lần rồi cái câu lệnh SQL này. Select không cách ra, sao cũng không cách ra. Đây là cái cú pháp cơ bản. From thì cách ra rồi đúng không? Tên bảng ấy. Tên bảng không viết liền. Tên bảng là tiêu đạt tên bảng và tên bảng student where đây check nhá, tôi check lại trong coi. Được chưa? Tên anh va đâm đây là xong. Và đâm cái biến SQL đây luôn thì sẽ thấy câu lệnh SQL của anh nhé. Đây nhé. Đây, câu lệnh này là cái câu lệnh gì? Có chạy được không?
Cái đố chạy được con lệnh này đấy. Đây. Đố nó ra, nó ra lỗi ạ. Chỉnh sửa này nó chạy được chứ đây. Cái này không sai nhưng mà phải cách nó ra. Chẳng phải để này que tôi nói vừa mới nói que phải cách ra. Đây, giờ chạy lại. Unknown MySQL server. Nêm lái đức không có. Nêm lái à. ID là cái gì vậy ông Thánh? Không ạ. Index được không? Chúng ta nghĩ là cái gì? Mình là nêm. Một là cuộc nêm. Gì? Nào. Ai dạy ông biết cái dấu này nó cách ra? Mang về. Thằng này bê xuống hỏi Giang, anh ơi, nhìn qua cái là biết rồi, thằng Giang kia. Bê xuống hỏi Giang, tất cả những cái thằng da rộng bê hết xuống hỏi Giang. Mày xong chưa? Thế mày không giải được cho nó? Cái gì ạ? Giải quyết được cho nó. Em bảo nó chép được đầy, nó nghe được. Chép kiểu gì vậy? Lên GitHub lấy à? Không. Em có phải chỉ coi được trên bàn bàn tròn đào đào đào. Mình chép vào trên bàn máy chiếu ai? Mình cốt đến đâu mình cốt đây. Thế luôn. Không. Vì chép là nghề phải. Máy chết hơn thằng này. Thank you.
Xong chưa? Cái gì? Trông thằng này có vẻ đau khổ nhỉ? Em sao? Trông mày có vẻ đau khổ nhỉ? Đau khổ. Không sợ học cái mới à? Không. Tôi đi coi thi 4 năm ca liên tiếp mà chẳng vấn đề gì cả. Coi thi dễ à? Dễ cái gì? Ở đâu ra mà dễ? Coi thi sẽ chỉ muốn đi đi lại lại. Thế có phải chấm không? Chấm các thầy thì cái ôi giời. Thầy nhìn em hát được máy em không nhìn cái gì vậy? Chết hôm nay người. Làm gì đấy? Hát được máy hát cái gì vậy? Cái này mát với được đẹp. Đó là ta tưởng cảnh sát đây là mày làm gì? Hát quên rồi, mày đi không phải vật. À, trường này có cái trò CTF không? CTF là gì? Là cái gì? Trời trẻ con này. Làm kiểu như là kiểu như trang exit ấy, kiểu có exit Google, kiểu chúng em có cái trò này. Đây. Vâng, em đâu. Anh cứ như này chứ. Vâng. Đấy, em vào xem được. Chẳng biết. Rồi sao? Đăng nhập vào xong rồi trong này nó có mấy cái kiểu như là những câu hỏi cũng được. Không. Chưa không có. Không, sinh viên người của sư có thằng nào làm. Quýt nó còn chẳng làm xong hết nữa là. Có cái trò đấy, thôi phải bảo làm chứ. Sắp tới còn có thi CDS, thì qua hàng bảo dụng team, cả Discord các thứ. Không bảo là không tham gia, chỉ 10%, nó nhiều. Tham gia được không biết đấy. Tham gia được không điểm, hoặc là tham gia đăng ký tham gia nhưng không đi. Chứ 20%. Được từ 0% điểm thì cộng 10%, được giảm cộng 40%. Ok. Xong chưa ạ? Đứa nào xong rồi làm tiếp cho tôi bảng môn học. Cái điều kiện quay hạ từ đấy là biểu của các bạn. Nên tôi chỉ để mô chứ. Cái này do chúng ta tự sức thỏa sức sáng tạo. Chúng ta không giới hạn cái gì cả. Ví dụ nếu mà que đơn thuần như này thì tôi sẽ cắt toàn bộ cái mớ này sang một cái hàm khác, tôi sẽ có cái hàm get function get thì sẽ có this prepare cho cái $this cho đến query builder như này nhá. Ở đây tôi sẽ có cái thay cho SQL này bằng cái this cho đến query builder nhá. Được chưa? Này có được không? Thế nhưng để lấy ra được thì tôi sẽ phải là where xong rồi trỏ đến tiếp. Get này thì phải lấy ra được đúng không? Đấy, kết quả vẫn như nhau. À đây, xin lỗi. Cái này tôi viết này xong tôi tiến hành return this. Return là return một đối tượng. Được chưa? Thì cái kết quả của cái hàm này nó là đối tượng. Cho nên là nó được phép là gọi đến một hàm tiếp theo đúng không? Đúng chưa? Đấy, thì nó sẽ ra kết quả. Xong chưa? Bây giờ nếu and where gì? And một điều kiện gì? Đơn giản. Đây, tôi có một cái hàm là and where. And where con lại value các thứ kiểu. Thì cái query builder nó sẽ cộng chuỗi bằng với cái câu lệnh là and, đúng không? And column value lại return this. Ví dụ tôi có điều kiện là với tất cả ID lớn hơn 1, and where name phẩy like phẩy, để xem trong này nó có cái gì, chữ Quang này chẳng hạn, đúng không? Quang này thì chỉ có thằng ID bằng 2 và thằng ID bằng 3 là có thôi đúng không? Đây còn ID bằng 5 nữa là có, loại bỏ thằng Dương Văn Giang này đúng không? Đấy thì là %% Quang đấy đúng không? Một thằng có Quang này, hai thằng có Quang này,
ba thằng có quang này. Yeah. Tôi thêm chữ gánh vào phát là thấy khác ngay. Cái mỗi thằng thôi. Sao? Đó. Đau đầu lắm, là mày hại não lắm. Tóm lại là chúng ta nghĩ cách làm sao để tùy biến được câu SQL của mình nhiều nhất có thể là được. Chỉ có do ăn ở thôi. Đâu? Nó ra gì? Ra cái gì? Nó ra Goal to undefined method student where. Cái gì đấy mày làm gì đấy Đức? À, ok. Ôi giời. Đây à, cái hai lớp đây à. Cái lớp đây đúng không? Cái lớp. Lớp đây đúng không? Cái mày index này đúng không? Cái mày mô đồ cái gì đấy? Ở trong mô đồ có, em cắt cái đấy ở bên ngoài. Trong mô đồ đó. Quẹt đâu? Anh nhìn ngọc cần đấy, cái tội đặt tên đặt các file thứ không khoa học nó khổ thế, rất khổ. Viết một file xong gọi một file sao chạy được. Chưa biết nào. Ghét là tôi cắt cái phần thực thi cơ sở dữ liệu và lấy dữ liệu ra xuống một file, một hàm thôi. Còn trên này các cái câu lệnh tôi sẽ ném nó vào trong cái thuộc tính là Query Builder. Có được không? Sau đó thực thi như này, tôi sẽ gửi cái này lên cho các bạn về vọc. Gửi lên cái này. Cái vừa rồi. Hiểu không hiểu thì là thiệt. Đấy thôi. Về nhà làm lại, thực hành lại với các cái bảng khác trong cơ sở dữ liệu. Rồi thực hiện thử viết các hàm insert, update, delete. Thử xem sao. Nha, đây là tôi còn chưa thèm động gì đến hàm static áp dụng vào đây đấy. Được chưa? Làm đi. Điểm danh đi. Tóm lại thứ 6 nghỉ ạ. Thế nào cũng được ạ. Đây là ngày bao nhiêu nhỉ? 7 ạ. 7 ạ. 2 tháng 3 ạ. 3 nghỉ học. Mai tớ là nghỉ học. Nghỉ học. Sương. Thank you.
còn vặt tiền của các bạn đúng không? Chơi thế bao giờ? Mặt bề rồi nghe. Đó, ngồi một chiều. Đô, cho nó 2 quả cộng 4, 2 nghìn. Ngồi. Bán nó 2 chục rồi. 3 cây.